Ok các bạn, kênh Biom Tràn Channel của mình tiếp tục làm video mới nha. Về phần game Robbery Bob, combine game sở thích color. Và mới giờ mình sẽ đi game Robbery Bob trước, sử dụng nhân vật giá bệt, đi phần sử dụng tay level 12 nha. Và mình sẽ đi perfect, không sử dụng bất cứ công cụ nào nha các bạn. Sau đó mình sẽ tiếp theo là mình sẽ chơi game là sở thích color. Đây là một từ game rất là hay nha. Đó, mong các bạn luôn xem ủng hộ kênh Biom Tràn Channel của mình. Ok, thank you so much.
Yeah.